Hello, xin chào tất cả mọi người, tôi Lương Chuyên đây ạ. Chào mừng tất cả mọi người đến với bài chia sẻ tiếp theo tại website học revit.net. Thì không biết là mọi người đã thực hành một cái công trình nhà phố ở cái bài học hôm trước chưa ạ? Đấy, một cái công trình tôi hướng dẫn chi tiết từng bước một ở trong 1,5 tiếng. Bạn có thể hoàn toàn có thể dựng được một cái công trình nhà phố như vậy. Nếu bạn có bất cứ cái thắc mắc gì ở trong cái quá trình dựng nhà phố đó thì có thể liên hệ qua tôi qua Facebook 0963459258 hoặc là Zalo của tôi 0963459288. Ok, thì tôi làm cái video chia sẻ ngày hôm nay tại vì có một số anh em phản hồi lại tôi sau khi họ xem xong cái công trình thực hành ở cái bài học hôm trước. Đó là một số anh em muốn tôi đó là gì? Có cái khóa học nào chuyên sâu hơn, chi tiết hơn để hướng dẫn cho người là mới bắt đầu, chưa biết gì về Revit, chưa biết gì về thiết kế, chưa biết gì về kiến trúc không anh? Đấy, hoặc là những người bận rộn không có nhiều thời gian nhưng mà vẫn muốn học cái công nghệ này. Đấy, thì có cái giải pháp nào là cho em không hả anh? Đấy, hoặc là tôi cũng gặp một số cái câu hỏi ví dụ như là anh ơi có cái khóa học nào hướng dẫn chi tiết hơn không? Mặc dù khóa học hướng dẫn thực hành một công trình nhà phố đấy em thấy là ok rồi đấy, cũng chi tiết đấy, nhưng mà nó đang ở dừng lại ở cái phần dựng hình thôi. Em muốn anh có một cái khóa học chi tiết hơn nữa, cầm tay chỉ việc hơn nữa, hướng dẫn chậm hơn nữa để em có thể làm được. Đồng thời là có thể hướng dẫn em về cả xuất ảnh này, xuất render ảnh nhá, render ảnh 3D này, làm phim 3D này, cộng với triển khai các cái bản vẽ chi tiết 2D, cộng với việc bóc khối lượng bằng phần mềm Revit, cũng như là tính toán dự toán luôn khi xuất khối lượng từ Revit ra hả anh? Đấy, hoặc là rất nhiều anh em hỏi tôi là có khoa học nào đầy đủ hơn cùng cả ba phần là kiến trúc, kết cấu, điện nữa, thậm chí là có cả phần phòng cháy chữa cháy đấy, hay là điều hòa thông gió không anh? Đó, hoặc là rất nhiều anh em hỏi tôi nữa là cái câu hỏi là thế làm sao có một khoa học nó đơn giản cho em thôi, dễ thực hành hơn không anh? Tại vì em thấy là cái phương pháp dạy ở trên kia hoặc là em tự nghiên cứu nó thấy nhiều lý thuyết quá, nó không đi vào trọng tâm mà nó dạy nó phức tạp quá, thậm chí là người ta dạy đấy nhưng mà người ta rất là giỏi nhưng mà người ta không thể truyền đạt cho em hiểu được. Thì có một cái khoa học nào anh giúp em truyền đạt một cách đơn giản và dễ thực hành, dễ hiểu hơn không anh? Đó, hay hơn nữa đó là có một số anh em rất là bận thì anh em lại hỏi tôi là anh ơi có cái khoa học nào nhanh hơn, mất ít thời gian hơn không anh? Tại vì em không có nhiều thời gian để học, em việc của em đó là ứng dụng luôn vào công việc của anh, thì anh có một cái khóa học nào, có một cái giải pháp nào để trả lời tất cả các cái câu hỏi trên không? Ok, thì tôi xin phép là ở cái video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái khóa học chuyên sâu để giúp anh em giải quyết tất cả những cái vấn đề trên. Ok, thì đó khóa học đó tôi gọi là truyền nghề CEO xây dựng, hoặc có tên gọi là truyền nghề CEO xây dựng. Thì bạn có thể kích vào cái đường link ở bên dưới cái video này, bạn có thể kích vào cái đường link ở bên dưới cái video này, ở bên dưới cái video này có cái đường link để tham khảo thêm cái khóa học này. Thì trong cái khóa học này tôi hướng dẫn cho anh em ba công trình, tôi nhắc lại, trong khóa học này tôi sẽ hướng dẫn anh em chi tiết đầy đủ ba công trình. Thứ nhất là công trình nhà phố, thứ hai là công trình nhà công nghiệp, thứ ba là công trình nhà cao tầng. Đó, và ở trong này thì có đầy đủ tất cả, đó là từ kiến trúc. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn anh em triển khai kiến trúc full bản vẽ 3D cộng 2D của một bộ hồ sơ thực tế công trình nhà phố, công trình nhà cao tầng, công trình nhà công nghiệp bằng phần mềm Revit, nhớ nhá, có 3 công trình. Cái thứ hai nữa là tôi sẽ hướng dẫn anh em xuất từ Revit sang phần mềm 3D Max để chúng ta làm nội thất. Tại vì bên 3D Max ấy, thì nó làm nội thất nó chuyên nghiệp hơn, nó nhiều thư viện hơn. Đấy, tại vì 3D Max nó ra đời rất là lâu so với Revit rồi. Revit rất là mạnh về cái việc là triển khai bản vẽ. Đấy, nhưng mà yếu về cái khâu đó là làm nội thất. Vì vậy tôi sẽ hướng dẫn anh em xuất từ Revit. Tại vì ở bên Revit chúng ta có mô hình sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần xuất từ Revit sang 3D Max, và tôi sẽ hướng dẫn anh em chi tiết ở trong 3D Max để tạo ra những cái bộ bản vẽ, những cái bức ảnh nội thất trong cái công trình nhà phố, nhà cao tầng. Ok, tiếp theo đó, tôi sẽ hướng dẫn anh em diễn họa phim 3D bằng cách là xuất từ Revit sang phần mềm Lumion để chúng ta sẽ làm những cái bộ phim diễn họa cho chủ đầu tư, cho những công trình nhà phố, nhà cao tầng đấy, và kể cả công trình nhà công nghiệp nữa. Ok, tiếp theo nữa đó là gì? Tôi sẽ hướng dẫn anh em triển khai bản vẽ kết cấu full 3D cộng 2D đấy, của một công trình thực tế nhà phố, nhà cao tầng, nhà công nghiệp bằng phần mềm Revit. Đấy, ở đây đó là gì? Khi mà chúng ta làm xong cái phần kiến trúc thì chúng ta bắt tay làm luôn cái phần kết cấu ở trên cùng cái file Revit đấy nhá. Đấy, nhưng đối với ba công trình nhà phố, nhà cao tầng, nhà công nghiệp ở trong khoa mà tôi hướng dẫn cho anh em ba công trình để anh em rơi vào cái công trình nào đều có thể làm được. Tiếp theo nữa là gì? Thì Revit nó không có chức năng là tính toán kết cấu, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em là xuất Revit sang phần mềm robot đấy, hoặc là phần mềm ETAP để tính toán kết cấu cái công trình nhà phố, nhà cao tầng và nhà công nghiệp.
Thì ở trong này tôi hướng dẫn cho anh em ba dạng, ba loại phần mềm kết cấu tính toán phổ biến và mạnh mẽ hiện nay, đó là phần mềm SAP, phần mềm ETAP và phần mềm robot. Đấy, thì tôi sẽ tính toán, hướng dẫn anh em tính toán ba phần mềm này nhé. Nhớ nhắc lại ba phần mềm chứ không phải một phần mềm. Đó, ba phần mềm phổ biến nhất hiện nay để khi mà anh em rơi phần mềm nào đều có thể tính toán được cho công trình nhà phố, nhà cao tầng và nhà công nghiệp. Ok, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn anh em triển khai bản vẽ điện. Đấy, khi mà chúng ta làm kiến trúc kết cấu xong thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta làm bản vẽ điện. Đấy, ở ngay trên file revit đó đối với công trình nhà phố, nhà cao tầng. Đấy. Và tiếp theo nữa, sau khi thông điện thì chúng ta sẽ làm bản vẽ nước đối với công trình nhà phố, nhà cao tầng bằng phần mềm revit. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ triển khai bản vẽ PVC, đó là phòng cháy chữa cháy đối với công trình nhà cao tầng. Tại vì phần gì ạ? Phần nhà thấp tầng, nhà phố thì nó sẽ không có phần PVC này, nên chỉ có mỗi nhà cao tầng, thì tôi cũng hướng dẫn luôn cho anh em để anh em rơi vào trường hợp làm phòng cháy chữa cháy cũng biết. Tiếp đến là tôi sẽ hướng dẫn anh em bóc tách khối lượng của công trình nhà phố, nhà cao tầng, nhà công nghiệp đấy, bằng phần mềm Revit đấy, và kết hợp với những cái form bảng biểu mà tôi đã cho sẵn ở cái các cái công trình nhà phố, nhà cao tầng và nhà công nghiệp này, để anh em làm nó rất là nhanh khi mà anh em xuất khối lượng ra phát đấy, điền vào các cái form mẫu về bóc khối lượng của công trình nhà phố, nhà cao tầng, nhà công nghiệp, để anh em đã xong khối lượng rồi lên rất nhanh. Tiếp đến khi mà chúng ta đã có các cái form khối lượng rồi thì tôi hướng dẫn anh em làm dự toán. Dự toán này đối với công trình nhà phố, nhà cao tầng và nhà công nghiệp luôn, nhớ nhé, cả ba công trình. Tiếp đến là gì, đối với những anh em mà làm phần thầu ấy thì anh em cần là cái cần bản vẽ biện pháp thi công nữa, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em triển khai bản vẽ biện pháp thi công. Đấy, khi chúng ta xuất từ Revit sang thì chúng ta làm luôn cái bản vẽ biện pháp thi công đối với công trình nhà cao tầng. Đấy, trong trường hợp này thì tôi hướng dẫn anh em nhà công trình nhà cao tầng thôi. Đấy, thì cái công trình này là chúng ta thường là phải làm bản vẽ thi công đối với công trình này. Đấy, còn công trình nhà phố với nhà công nghiệp thì nó cũng đơn giản, chúng ta không cần phải triển khai chi tiết. Khi bạn biết làm công trình nhà cao tầng rồi thì tự động bạn biết làm các công trình khác. Tiếp đến là anh em sẽ cần lập tiến độ thi công, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em lập tiến độ thi công bằng phần mềm LabVisWorks. Ok. Tiếp đến đó là khoa học hồ sơ thầu và hồ sơ thanh quyết toán. Tức là ở trong cái khoa học truyền nghề siêu xây dựng này thì tôi có 3 level. Level thứ nhất, những cái gì mà bạn sẽ nhận được mà vừa tôi triển khai đấy, đó là cái level giám đốc chuyên môn. Khi mà bạn vào level 1 của khoa học truyền nghề siêu xây dựng thì bạn sẽ học được toàn bộ các cái kiến thức chuyên môn trong nghề xây dựng này, để bạn có thể đứng tự tin với cái kiến thức của mình để mở ra một cái công ty riêng ở trong cái lĩnh vực xây dựng. Có thể là thiết kế hoặc là thi công. Tại vì ở trong đây có những cái thức chuyên môn về thiết kế và những cái thức chuyên môn về thi công, đúng không ạ? Hoặc là phần hồ sơ trong cái lĩnh vực thi công, để hoàn toàn bạn có thể tự tin mở một công ty. Đấy gọi là level 1, level giám đốc chuyên môn. Và trong khoa học truyền nghề siêu xây dựng này thì tôi cũng có level 2. Level 2 là gì? Là gồm toàn bộ những kiến thức của level 1 của những cái ông giám đốc chuyên môn này, cộng thêm các cái khóa học về kinh doanh thực chiến. Cái khóa học này ấy, thì tôi dạy cho anh em các cái chiến lược để các bạn nhận khoán này, nhận thầu này, có thể là thầu nhân công hoặc là thầu thi công đấy, hoặc là bạn nhận khoán lại của công ty đấy, làm sao các bạn có thể xây dựng được một cái công ty xây dựng tự động in tiền đấy, và bắt đầu khởi nghiệp với số vốn nhỏ nhất đấy, và làm sao mà bạn không phải có mặt ở đó nhiều, nhưng mà cái doanh thu, cái lợi nhuận sẽ vẫn đều đặn cho bạn hàng tháng. Tại vì tôi thấy rất là nhiều anh em hiện nay rất là xây dựng một công ty thi công hoặc một công ty thiết kế rất là vất vả trong việc là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, trong việc là điều hành công ty. Đấy, thì tôi sẽ dạy cho anh em tất cả các chiến lược đó ở trong khoa kinh doanh thực chiến dành cho các công ty xây dựng này. Tiếp đến là gì? Tôi muốn anh em tự động hóa công ty lên trên môi trường internet. Tại vì khi mà bạn đưa công ty offline lên trên môi trường internet, biến nó thành công ty online, thì các bạn với gì ạ? Mở rộng cái thị trường của mình được. Tại vì tôi đã thấy đa số anh em là đang mở công ty thì bị giới hạn ở trong cái thị trường của mình thôi. Thường là ví dụ như bạn làm ở tỉnh nào đó thì bạn chỉ làm ở trong tỉnh nào đó, thậm chí là có chỉ làm trong huyện nào đó thôi, thì nó rất là giới hạn. Đấy, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn anh em cách là chúng ta đưa cái công ty của chúng ta lên trên môi trường net để chúng ta có thể tiếp cận với khách hàng của chúng ta ở toàn quốc, thậm chí là ở trên các quốc gia nữa. Ok. Và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn anh em một cái khoa học, đó là khoa học về đàm phán trong xây dựng, để giúp các bạn đàm phán những cái thương vụ thành công. Tại vì cái kỹ năng đàm phán này rất là quan trọng. Tôi thấy rất là nhiều anh em giỏi về chuyên môn, giỏi về kinh doanh, nhưng mà không có kỹ năng đàm phán thì cũng là toi. Thì bạn cần phải biết những cái công thức đàm phán để khi mà bạn đi thương thảo hợp đồng, bạn làm sao là bạn có lợi nhất và bạn có khả năng chốt sale được cao nhất. Ok, thì đấy là cái level thứ hai, gọi là giám đốc điều hành. Thì bạn sẽ học được toàn bộ các cái level thứ nhất là giám đốc chuyên môn, cộng thêm các cái khóa học mà tôi nói ở đây. Tiếp theo là level thứ ba, là level tôi gọi là giám đốc toàn diện. Thì bạn sẽ học được toàn bộ các kiến thức về chuyên môn ở trong level 1 và các kiến thức về kinh doanh cũng như là đàm phán ở trong level 2, cộng thêm các cái khóa học về quản trị thời gian, quản trị sức khỏe, quản trị cảm xúc, quản trị mối quan hệ. Tại vì sao? Tại vì trước kia tôi đã có đầy đủ các cái kiến thức về kinh doanh, về chuyên môn. Đó, tôi mở công ty thì tôi làm ăn rất là tốt, nhưng mà cứ
cứ làm ăn kết quả kinh doanh cao bao nhiêu thì tôi lại phải lao thân, tôi lại phải bán thân bấy nhiêu đấy, nó tốn cái thời gian của tôi và tôi không có thời gian cho gia đình, cho sức khỏe đấy, cho việc là phát triển các cái mối quan hệ. Vì vậy thì tôi thấy rằng cái khi mà bạn đã đầy đủ kiến thức về chuyên môn về kinh doanh, nhưng mà nếu bạn đi thiếu đi những cái kỹ năng về quản trị thời gian, quản trị sức khỏe, quản trị cảm xúc, quản trị mối quan hệ, thì bạn cái cuộc sống của bạn nó không thể hoàn hảo được đấy, nó vẫn bị thiếu đi những cái mảng gọi, nó gọi là những cái mảng bề nổi đấy. Vì vậy bạn cần phải bổ sung những kiến thức về quản trị thời gian, sức khỏe, cảm xúc và mối quan hệ này, và ở đấy gọi là level giám đốc toàn diện, là bạn sẽ học được từ chuyên môn kinh doanh, đàm phán, cũng như các cái kiến thức về quản trị thời gian, sức khỏe, cảm xúc, quan hệ, làm sao cho tất cả những yếu tố này nó hòa quyện với nhau để bạn có một cái cuộc sống thành công và toàn diện. Thì đó gọi là level 3 giám đốc toàn diện. Thì các bạn có thể tham khảo và chọn một trong cái ba cái level làm sao cho phù hợp với mình nhất ở trong cái khoa học là truyền nghề CEO, truyền nghề xây dựng. Các bạn có thể kích cái đường link bên dưới, kích cái đường link bên dưới. Ok, thì tới bây giờ thì sẽ có một số anh em hỏi tôi là: Nhưng anh ơi, bây giờ em có chưa có điều kiện để tham gia các cái tham gia cái khoa học của truyền nghề CEO xây dựng này, em chỉ muốn học toàn bộ các cái kiến thức về thiết kế thôi, anh có khoa học nào mà dạy toàn bộ các cái kiến thức về thiết kế để em có thể tự tin đấy, vươn tới cái vị trí là trưởng phòng thiết kế không anh? Ok, thì tôi có cái khoa học tên gọi là Automation Designer. Cái khoa học Automation Designer, trong cái khoa học Automation Designer phiên bản 2.0 này thì bạn sẽ biết được toàn bộ các cái kiến thức rồi trong cái giám đốc, trong cái phần là giám đốc chuyên môn, trừ cái phần đấy, trừ cái phần về bóc khối lượng, dự toán, biện pháp thi công, tiến độ thi công, hồ sơ thầu, hồ sơ liên quan. Đó gì? Trong cái khóa học Automation Designer hay gọi là khóa học truyền nghề trưởng phòng thiết kế đấy, thì các bạn sẽ học được toàn bộ các kiến thức, ví dụ như là triển khai bản vẽ kiến trúc, nội thất, diễn họa phim 3D, kết cấu, tính toán kết cấu, điện, nước, phòng cháy chữa cháy của công trình gì ạ? Nhà phố, nhà công nghiệp và nhà gì? Nhà cao tầng, nhà phố, nhà công nghiệp, nhà cao tầng. Đấy được chưa? Tức là nó sẽ gồm mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở trong cái level 1 của giám đốc chuyên môn. Nó chỉ không có các cái mục từ 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy chưa? Đấy. Thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học Automation Designer này, thì tôi sẽ dạy tất cả bạn những cái gì mà tôi đang bôi đậm ở trên này. Tôi đang bôi đậm ở trên này. Đấy, thì bạn có thể hoàn toàn tự tin để vươn được cái vị trí trưởng phòng thiết kế của mình. Rồi, thì lại có một số anh em là: anh ơi, em không làm cái công trình nhà công nghiệp, công trình nhà cao tầng đâu, em chỉ làm về công trình nhà phố thôi, thì anh có một cái khóa học nào về công trình nhà phố không? Nó chỉ nhà phố, nhà dân thôi. Đấy, thì các bạn có thể tham gia cái khóa học là Chiến binh Gravit. Đấy, Chiến binh Gravit. Thì trong khóa học này tôi sẽ hướng dẫn anh em toàn bộ cũng từ kiến trúc, kết cấu, nội thất, điện, nước, diễn họa, phim. Đấy, đối với cái công trình nhà phố thì bạn có thể tham gia vào khóa học Chiến binh Gravit ở phiên bản 2.0 của tôi, cũng ở đường link bên dưới nhé. Đấy, tất cả khóa học là đường link bên dưới. Ok, thì tôi xin tổng kết lại: nếu các bạn muốn là một giám đốc chuyên môn, học toàn bộ các chuyên môn về thiết kế, về kỹ năng hồ sơ, về kỹ năng về thi công, thì bạn có thể tham gia vào level 1 của khoa học truyền nghề CEO xây dựng. Còn nếu mà các bạn muốn biết các cái thêm ngoài kiến thức về cái chuyên môn ở trong xây dựng ra, bạn muốn thêm các cái kiến thức về kinh doanh và đàm phán, thì bạn có thể tham gia level 2. Và bạn muốn trở thành một giám đốc toàn diện gồm kiến thức chuyên môn, kinh doanh, đàm phán về quản trị thời gian, các sức khỏe, cảm xúc, mối quan hệ, thì bạn có thể tham gia level 3 giám đốc toàn diện. Ok, còn nếu bạn chỉ muốn vươn tới cái vị trí trưởng phòng thiết kế, thì các bạn có thể tham gia cái khoa học là Automation Design, cái khoa học hướng dẫn anh em các toàn bộ những cái gì mà tôi đang bôi đậm ở bên trên này. Đấy, toàn bộ những cái gì mà tôi đang bôi đậm ở trên này nha. Đây, tôi bôi đậm lại cho anh em để anh em hiểu. Đấy, toàn bộ những cái gì tôi đang bôi đậm ở trên này. Đấy, và áp dụng cho công trình nhà phố, nhà cao tầng, nhà công nghiệp. Đấy, nếu mà anh em chỉ muốn vươn tới vị trí là trưởng phòng thiết kế thôi. Ok. Rồi, và cái khóa học thứ ba là khóa học Chiến binh Gravit, nếu dành cho những anh em mà chỉ muốn là làm công trình nhà phố, nhà dân thôi, thì các bạn có thể tham gia khóa học Chiến binh Gravit. Thì nó có từng level để cho anh em chọn một cái phù hợp nhất với mình. Các bạn có thể kích vào cái đường link bên dưới để tham khảo từng khóa học. Ok, và để khẳng định lại cho anh em, đó là cái khóa học mà tôi hướng dẫn là chi tiết, hướng dẫn một cách đơn giản, một cách đầy đủ để anh em có thể làm được những cái bản vẽ giống như tôi đang làm đây. Thì tôi xin phép là sâu cái kết quả sau khi anh em học xong cái khóa học, anh em sẽ làm được những cái gì.
Thì đây là một cái bản vẽ cái công trình nhà cao tầng. Đấy, thì riêng đối với phần kiến trúc thôi, ở đây tôi đã hướng dẫn cho anh em là trên 60 video. Đấy, việc học là gì? Tôi sẽ cấp cho anh em cái ID mật khẩu thì anh em chỉ cần đăng nhập vào học, học bất kỳ lúc nào nó rất là dễ dàng. Còn khi mà khó khăn thì anh em có thể chat cho tôi qua Zalo. Đấy, tôi thường xuyên phục vụ ở những khách hàng của mình, hay gọi là những cái khách hàng như anh em tham gia khóa học trường nghề siêu xây dựng ấy, gọi là khách hàng VIP, thì bạn có thể chat cho tôi qua Zalo. Đấy, thì sau chỉ cần khi mà bạn đặt câu hỏi không vòng trong vòng không quá 3 phút, tôi sẽ gì phản hồi lại cho anh em. Đấy, nếu mà anh em không làm được nữa, tôi sẽ vào tôi team view, tôi điều khiển máy cho anh em, tôi hướng dẫn cho anh em, tôi alo lại cho anh em. Thì đấy là cái quyền lợi mà anh em sẽ nhận được. Đấy, vì vậy bạn không cần phải mất thời gian đến apply làm gì cả, bạn có thể tranh thủ lúc rảnh, và bạn có quyền lợi là gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi nhắc lại, bạn có quyền lợi gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào để hỏi về tất cả những cái gì mà bạn thắc mắc ở trong khoa học. Đấy, cũng như có thể tận dụng được tất cả những cái mối quan hệ trong ngành xây dựng này của tôi, nếu các bạn tham gia khoa học đỉnh cao nhất của khoa học truyền nghề siêu xây dựng của tôi. Ok, và nó còn nhiều rất nhiều lợi ích khác, thì bạn có thể kích vào cái đường link bên dưới. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em là những cái bản vẽ mà anh em, những cái kết quả mà anh em sẽ đạt được khi mà chúng ta học tham gia cái khoa học này. Đây, thì đây là những cái bản vẽ ở trong phần mềm Revit bạn có thể làm được. Ok, 3D diễn họa mặt bằng kiến trúc tầng 1. Đó. Đấy, nó rất là nhiều bản vẽ ở đây. Tôi sẽ hướng dẫn anh em và rất là rành mạch khoa học nhé, rất là chi tiết. Đấy, từng cây thư mục một quản lý như thế nào theo tiêu chuẩn Việt Nam luôn. Đấy, và ở đây rất là nhiều, thì tôi xin phép là tôi đưa cái bản vẽ PDF để cho anh em nhìn nó sâu hơn. Đấy, ví dụ như cái bản vẽ PDF này, rất là nhiều bản vẽ anh em sẽ làm được. Đấy, thì riêng cái phần kiến trúc thôi đã có 105 bản vẽ, riêng cái phần kiến trúc là 105 bản vẽ, và tôi hướng dẫn chi tiết anh em từng cái một chứ không phải lướt qua. Ví dụ như cái nhà vệ sinh này triển khai cái này ra như nào. Đấy, mặt cắt ra sao, mặt bằng ra sao, 3D của nhà vệ sinh như nào, tôi diễn ra chi tiết từng cái một. Đấy, chứ tôi không nói là ông làm, ông cứ làm đi. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn anh em 105 bản vẽ ở đây, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em 105 cái cách để triển khai ra các cái bản vẽ này. Ok, từng bước một. Đấy, thì bạn có thể nếu mà bạn quan tâm thì bạn có thể download kích vào cái đường link bên dưới, có thể download cái bản vẽ này về. Tôi cũng cho cái đường link để sâu cái kết quả mà anh em sẽ làm được đấy. Đấy, chứng tỏ là tôi không nói suông trong khoa học. Đấy, đây là những khoa học mà tôi tâm huyết nhất. Ok, các bạn có thể kích vào cái đường link bên dưới để download thêm khoa học đấy. Tôi xin trình bày sâu một ít thôi, tại vì nó cũng rất là dài. Riêng cái phần kiến trúc đã 100 bản vẽ rồi, thì các bạn xin tưởng tượng xem cái phần kết cấu điện nước PCC nó nhiều như nào nữa. Ở đây là rất là chi tiết để anh em có thể làm được. Đấy, đây công trình nhà cao tầng nhá, rồi sang công trình nhà công nghiệp. Đấy, nhà công nghiệp tôi cũng hướng dẫn chi tiết từng bước một, cầm tay chỉ việc từ kiến trúc kết cấu đến phần bóc tách. Đấy, rất chi tiết. Ok. Đấy, còn một cái công trình nhà phố nữa thì anh em cũng có thể kích vào cái đường link bên dưới để chúng ta xem. Ở đây tôi xin phép là tôi chỉ sâu trong video này, tôi sẽ sâu một ít cái hình ảnh cho anh em có thể xem, để anh em có thể biết là chúng ta sẽ làm được cái gì thôi. Ở đó anh em có thể kích vào đường link bên dưới có thể download. Đấy, rất là chi tiết. Công nghệ là rất hay, nó gồm cả 2D. Nhìn 2D không hiểu cái gì thì chủ đầu tư nhìn 3D luôn. Đấy, nếu mà bạn làm được cái công nghệ này thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Rất là nhiều người ngoài kia họ bảo là ô Revit chưa làm được đâu, ô Revit ứng dụng mà còn khó lắm, ô Revit còn nhiều khó khăn lắm. Đấy là họ đang biện minh cho cái khả năng của yếu kém của mình. Đấy, nếu họ chưa làm được thì họ sẽ đưa ra những cái lý do để biện minh cho cái việc đó. Nhưng đấy, bạn hãy nhìn vào cái kết quả mà những người mà họ đã làm được, họ đã thành công. Hãy nhìn cái kết quả những cái bản vẽ mà tôi show cho anh em. Đấy, tôi làm được thì anh em có thể hoàn toàn làm được. Chứ đừng bao giờ nghe những cái người xung quanh, những cái đồng nghiệp của mình họ đang cản trở của mình. Đây là một cái công nghệ tốt nhất thế giới hiện nay trong việc triển khai bản vẽ. Nếu bạn không dùng thì còn ai dùng nữa? Nước ngoài họ đã dùng từ lâu rồi. Đừng có ngăn cản mình đến cái việc dùng công nghệ tốt nhất, đến cái việc là đạt được ước mơ của mình bởi những cái ngăn cản, bởi những cái tiếng nói nhỏ của những cái người xung quanh, bởi những cái đồng nghiệp đang cản trở bạn. Đấy, hãy tìm những cái người mà đã làm được cái đó, hãy học hỏi họ, hãy tập trung vào cái kết quả và cái ước mơ của mình. Đấy, chứ đừng nghe những người xung quanh nói. Ok, đấy thì đấy là một số kết quả mà anh em tôi show cho anh em, hoặc anh em xem thêm thì kích vào cái đường link bên dưới để các bạn. Ok, tôi hy vọng các bạn có thể tham gia khóa học này cùng tôi. Tham gia khoa học rồi, bạn sẽ nhận được rất là nhiều lợi ích, đặc biệt là cái khoa học truyền nghề siêu xây dựng này. Nếu mà bạn tham gia khoa học truyền nghề siêu xây dựng có rất là nhiều lợi ích, thì bạn có thể kích vào cái đường link bên dưới để đọc những cái lợi ích đó bạn sẽ nhận được. Đấy, rất là nhiều luôn. Ok, và tôi cũng khẳng định với anh em luôn, tất cả những cái khoa học của tôi đang giới thiệu với anh em, ba cái khoa học ở trên này, thì nó là những cái khoa học đầu tiên và duy nhất trên thị trường hiện nay hướng dẫn anh em những cái kiến thức tổng hợp để anh em có thể tự tin vươn tới cái vị trí là trưởng phòng, hoặc là đứng ra nhận khoán, nhận thầu thi công, hoặc là vươn tới cái vị trí là mở một công ty riêng cho mình.
chứ ở ngoài kia ấy, họ mở những cái trung tâm apply để dạy cho bạn một cái kỹ năng nhỏ nào đó ở trong chuyên môn, ở trong 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 lĩnh vực chuyên môn của bạn thôi. Ví dụ họ có thể là dạy cho bạn một cái kỹ năng về triển khai bản vẽ kiến trúc, triển khai bản vẽ kết cấu ấy, nhưng họ không bao giờ tổng hợp cho bạn toàn bộ những kiến thức để bạn có thể tự tin làm việc này. Tại vì nếu mà bạn chỉ cần thiếu đi một kiến thức thôi ấy, thì bạn không thể đứng ra làm chủ được. Tại vì mục đích cuối cùng của chúng ta trong nghề xây dựng này là vươn ra làm chủ ấy. Vì vậy đây là những khóa học đầu tiên và duy nhất trên thị trường hướng dẫn anh em cách thế nào để làm chủ. Đấy, đầu tiên cung cấp cho anh em đầy đủ các kiến thức về chuyên môn, cung cấp cho anh em kiến thức về kinh doanh, cung cấp cho anh em những cái kiến thức về cuộc sống như là thời gian, cảm xúc, mối quan hệ, đúng không ạ? Thì đây là những khóa học đầu tiên và duy nhất. Vì vậy tôi mong bạn có thể tham gia được khóa học của tôi để trở thành những chiến binh. Đấy, chúng ta sẽ trở thành những chiến binh. Chiến binh ở đây là gì? Tại sao tôi lại đề cao tinh thần chiến binh? Tinh thần chiến binh là tôi muốn khơi dậy cho anh em cái tinh thần chiến binh trong mình để vươn đến cái ước mơ của mình. Tại vì tôi thấy rất là nhiều anh em đi làm việc hiện nay, họ đang bị vùi dập ước mơ của mình trong cái cuộc sống tầm thường, gọi là cuộc sống 8-7. 8 giờ làm việc một ngày, 7 ngày làm việc một tuần, và cứ thế kéo dài hàng năm này qua năm khác, và họ bị chôn vùi cái ước mơ của mình đi. Thông qua khoa học này thì tôi cung cấp cho anh em một cái giải pháp làm sao chúng ta có những kiến thức về chuyên môn, kiến thức về kinh doanh, kiến thức về quản trị cuộc sống một cách đầy đủ nhất để chúng ta có những cái bước đệm, có những cái bước đà là đi nhanh hơn trong cuộc sống này để vươn đến ước mơ của chúng ta, thoát khỏi ra gọi vũng lầy, gọi là vũng lầy của cái cuộc sống 8-7, cái cuộc sống tầm thường đang làm anh em quên vùi cái giấc mơ của mình. Thì đấy là cái ước mơ, là cái khát khao của tôi khi mà tôi mở ra những cái khoa học này giúp anh em thay đổi cái cuộc sống của mình. Ok, thì hy vọng các bạn đưa ra những cái lựa chọn sản xuất cho mình phù hợp nhất với mình. Xin chào và gặp lại các bạn. Nhớ click vào cái đường link bên dưới, click vào cái đường link bên dưới, click vào